Kính thưa đại chúng, Bồ Đề Tâm có thể nói là tinh túy của Phật Pháp. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm giác ngộ. Phát Bồ Đề Tâm Nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ vậy. Cho nên trong giáo Pháp của Phật rất coi trọng tâm Bồ Đề. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy đó. Muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạ, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta tu hành cầu thành Phật Đạo mà không phát tâm Bồ Đề thì không thể thành Phật Đạo được. Cũng giống như muốn nấu cát mà lại thành cơm, không thể có. Phải là cái nhân của phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Nguyện và thực hành Bồ Đề Hạnh mới có thể thành tựu được Phật quả, đạt được giác ngộ tối thượng. Cho nên tâm Bồ Đề là một cái tâm rất là quý. Đức Phật cũng dạy đấy, nếu làm tất cả các việc thiện mà quên mất tâm Bồ Đề thì cũng là hành động theo ma vương. Cho nên tâm Bồ Đề là vô cùng quý. Khi mà hiểu được ý nghĩa của tâm Bồ Đề như vậy, thì lúc còn cư sĩ, Thầy đã tha thiết mong mỏi được phát tâm Bồ Đề. Và đúng là nhân duyên hội ngộ đầy đủ, chắc chư Phật cũng gia hộ để Thầy có đủ cái duyên được phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Và hồi đó là Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ cùng Tăng chúng đã chứng minh để cho Thầy và một số huynh đệ nữa cùng phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Và Thầy cảm nhận được năng lực của Bồ Đề Tâm Nguyện khi mình chân thật phát rất là mạnh mẽ, cảm nhận được điều đó. Và tất cả các sự việc thành tựu đến ngày hôm nay, Thầy nghĩ rằng đều nhờ công đức của Bồ Đề Tâm hết.